Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 3 ngày với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ. Các hoạt động sẽ được tổ chức tại đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 12 tới. Các giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo và đặc sắc cùng những tiềm năng thế mạnh, điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Lai Châu sẽ được quảng bá với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, du khách trong và ngoài nước, qua đó thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, công ty lữ hành và các đơn vị cá nhân đến hợp tác phát triển, tạo đà cho du lịch Lai Châu có bước phát triển mới. Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 12 với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ. Ngoài ra, trong khuôn khổ tuần lễ còn có các hoạt động, lễ hội đường phố, hát then, đàn tính, múa xòe, múa sạp dân tộc Thái, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc tỉnh Lai Châu, trưng bày triển lãm ảnh đẹp về miền đất, thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu. Cùng với đó, tỉnh Lai Châu cũng sẽ tham gia tại sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh ngôi nhà chung của chúng ta,